Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rảnh rỗi sẽ test cho quý vị và các bạn nghe một bộ sản phẩm xe pháo mã gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất là một chiếc âm ni Sansui 9090DB, đẹp xuất sắc, mới về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Và cửa hàng đang phối ghép ở đây là một chiếc đầu băng cối Akai 635D nút đỏ. Sản phẩm thì 635D nút đỏ, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì đang test ở đây cùng với một cặp loa Puller CS99A màng FB. Sau đây cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ tiến lại gần những sản phẩm và quay chi tiết để quý vị và các bạn có thể tham khảo độ đẹp của sản phẩm. Hàng thì đẹp mỹ mãn rồi, còn quan trọng về giá của sản phẩm. Khi những sản phẩm lựa chọn bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì đều là những sản phẩm chất lượng tốt và có độ đẹp mỹ mãn. Cửa hàng sẽ test để gửi tới quý vị và các bạn một bản test, quý khách hàng có thể tham khảo và lắng nghe chất âm của sản phẩm nhé. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì có những chiếc đầu băng cối 635D màu đen, và đây là một chiếc màu trắng, và chiếc này thì đẹp, thiếu thùng xốp, cực đẹp luôn. Và chiếc này thì nó có phụ kiện đi kèm thì có một chiếc xương, một chiếc cửa từ và một cuốn băng, một chiếc điều khiển. Vâng, sản phẩm thì lắp Mika trái tim này là cửa hàng đang lắp vào đây thôi, để quý khách hàng có thể biết là bên cửa hàng vẫn có những chiếc lắp Mika trái tim này bán rời. Và chiếc máy này thì nó đẹp mỹ mãn, xuất sắc luôn. Cửa hàng đang phối ghép với một chiếc Omni Sansui 9090DB mới về hôm trước, cửa hàng cũng đã quay chi tiết rồi ạ. Vâng, và đây là một cặp loa 99A màng FB, đẹp xuất sắc, không có hề bị sắt mẻ vỡ cạnh, trung mộc, bát 40, căng đẹp luôn. Vâng đây ạ, chiếc thứ hai cũng cực kỳ là xuất sắc, thùng vách thì rất đẹp, còn rất là mới. Sau đây cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ test một bộ 3 sản phẩm để cho quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhé. Cửa hàng sẽ cho lớn volume một chút. Tim ai thở thầm.
đường tôi đứng nghe
qua bài test này, quý vị và các bạn đã được nghe chất âm của bộ sản phẩm mà cửa hàng đang phối ghép ở đây cho quý vị và các bạn nghe chất âm. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.